Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với channel Easy Frontend và mình là Hậu trong video này. Mình với các bạn sẽ cùng nhau mình tìm hiểu cái cách thức làm sao mình coi được cái Swagger API ngay trong uh, VS Code các bạn ha. Rồi, ok bây giờ mình bắt đầu thôi. Ok, rồi ở từ video trước thì mình đã làm xong cái phần gọi là cái phần login đó các bạn, login form và mình có show luôn cái login error là mình toss cái error đó lên khi mà mình là login mà nó gặp phải một số cái error nào đấy ha. phần tiếp theo của cái chương 6 này mình sẽ làm cái phần cái trang work list này ha. Thì nó sẽ bao gồm phần hiển thị cái list này, rồi mình search nè, rồi pagination nè. Và mình sẽ sử dụng cái use swr hook các bạn ha Ok thì um, đây cái trang này nó sẽ giống ra ná như thế này Thì nếu như các bạn còn nhớ thì các bạn nhớ là cái khúc giao diện này nè <laughs> Thì mình đã từng làm ở bên phía cái trang hôm đây cái khúc này Thì mình sẽ tái sử dụng lại khúc này các bạn ha Đó ok thì qua đây rồi thì um, trước khi mà mình đi vào mình có thì bây giờ mình sẽ cùng nhau mình 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 check cái cái API thử coi thử là mình sẽ có những cái API, API nào mà để làm phần này ha đặc biệt là cái phần API list uh, cho cái 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 work rồi thì mình có chuẩn bị sẵn uh, cái uh, cái cái file schema của Swagger thì thật ra mình phải soạn uh, soạn Swagger uh, sau đó là mình uh, uh, mình mình view ở trên web nhưng mà mình thấy là trên VS Code nó có một cái extension nó tên là uh, Open API Swagger Editor nó à, chính là cái, cái extension này các bạn ha các bạn vào phần extension các bạn search cái thằng open API Swagger Editor này ha Thì à, đó các bạn cài cái extension này vào Đó các bạn cài extension này ha Rồi sau khi các bạn cài xong á thì à, các bạn sẽ mở cái file API Schema Thì cái API Schema này là cái phần nó chính là Swagger đó các bạn nó là Swagger Schema đó Thì nó là một cái file YAML thì cái file này là à, mình để sẵn trong cái repo của mình luôn nó tên là Learn next .js các bạn lên trên GitHub của mình ha thì vào trong cái link .js này các bạn sẽ thấy là 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 nó sẽ có cái um, cái file nó tên là API schema đây cái file này à, cái file API schema này các bạn ha ok rồi đây rồi các bạn lấy nội dung API schema này à, thì đây là cái file API schema các bạn ha thì khi mà các bạn mở cái file này lên sau đó các bạn để ý là uh, ngay phía dưới cái extension nó có một cái open API đây cái click cái này thì đây là cái mà nó, nó cho bạn nó summarize lại cái file cái schema này của bạn bạn có những cái tác nào bạn có những cái uh, path nào bạn có những cái đây nó sẽ rút lại cho các bạn ha mình có những cái phần authentication mình có post rồi mình sẽ có những có những server nào vân vân thì các bạn ngồi vọt vọt phá thêm uh, thêm thêm thông tin ha uh, sau đó là các bạn uh, mở cái file api schema này là các bạn sẽ click cái phần review chỗ này đây cái ô này ha thì cái review này nó sẽ show lên đài, cái khu cool này nó nằm ở đây Thì các bạn thấy là các bạn có thể, hoàn toàn có thể uh, Xem được cái cái giao diện của hàng Swagger ngay bên trong VS Code luôn Khỏi mất công lên web đi đâu hết, ở đây luôn <laughs> Rồi, thì um, ở đây có những API là nó yêu cầu mình login Mình mới xem được, có những API thì không cần Thì những API nào có cái ổ khóa này nè, tức là bạn sẽ cần login à, Đó, những API nào cần ổ khóa thì cần login Còn những API mà không cần, không có ổ khóa thì tức là không cần login ha ví dụ như là cái profile này đi, bạn uh, bấm try it out ha, bấm execute thì các bạn thấy là nó sẽ báo lỗi đây <laughs> là unit to login to access là mình phải đăng nhập trước nên mình chưa đăng nhập ha rồi giờ không lẽ mình có nhiều api không lẽ api nào mình cũng phải đi uh, mình, mình copy cái code thì cũng hơi kỳ nên là mình sẽ đáp sẵn cái phần authorize này ha các bạn chỉ cần pass cái bearer token Nó vào đây là ok thì làm sao để lấy được cái cái access token uh, đấy thì các bạn xài cái thằng login ha Uh, xài cái thằng login bấm try it out rồi các bạn sẽ nhập cái uh, username password username bốn ký tự gì cũng được uh, password sáu ký tự gì cũng được mình không có validate các bạn ha cho nên là các bạn chỉ cần nhập miễn là bốn ký tự rồi password sáu ký tự uh, hoặc là hơn là ok ha uh, dưới thì nó sẽ báo lỗi còn trên thì nó ok hết còn mình không có match là 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 phải username và password nó match với nhau thì sau khi các bạn login thành công thì nó sẽ cho các bạn một cái setup token này này cái asset token này, thì bạn sẽ copy cái 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 asset token này, sau đó các bạn kéo lên, bạn bấm authorize, à, bạn pass vào trong này ha, pass vào trong này, sẽ bấm authorize như thế này là ok, sau đó mình close, thì mình thấy là lúc này ổ khóa nó đã được khóa lại rồi. À thì lúc này là bạn sẽ gọi được những API nào đó mà có yêu cầu đăng nhập, ví dụ cái profile này, bây giờ mình sẽ gọi lại ha, hồi nãy là mình bị lỗi là 401 nè unauthorized to login to access nè, bây giờ mình bấm execute lại thì có thấy lúc này đó nó trở về cho mình 200 rồi nè và nó trở về thông tin của mình username chính là cái username mình nhập rồi city về email là mình nó lũy á các bạn nó random thôi các bạn ha <laughs> rồi thì như vậy các bạn có thể là vọt phá thêm ha à, đừng đừng có phá mấy cái delete được các bạn ha Boss De delete được các kiểu nó sẽ uh, xáo trộn dữ liệu tùm lum nhưng mà dữ liệu nó cũng sẽ bị reset hết rồi ha cho nên các bạn uh, uh, lưu ý ha rồi Uh, mình sẽ coi cái 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 get on works trước đi ha cái get on works tức là danh get tất cả cái list mà liên quan tới cái phần work này cái danh sách này nè các bạn danh sách work này này ha thì uh, uh, cũng khá là đơn giản nó có một vài cái uh, ví dụ như là truyền vào một vài cái uh, thông tin như là page limit title like gì đó ha các bạn bấm try ra là bạn có thể sửa được ví dụ bạn muốn là mỗi trang là năm item gì đó thì sửa đây uh, thì sau đó các bạn bấm execute ha thì nó sẽ trả về cho mình một danh sách sản phẩm để uh, rồi danh sách các uh, thông tin ha rồi nó có thêm thông tin pagination là page title total rows total có tổng cộng bao nhiêu item hiện tại mình đang có là ba item ha uh, rồi ok ok total rows ok uh, tiếp nào tiếp nào ví dụ như bạn muốn lọc những cái nào mà có chữ vero ha có chữ vero thì mình sẽ đọc mình để chữ vero ở đây mình execute thì lúc này nó sẽ còn lại một item thôi đó nó còn lại total row là một item này không là rồi thì đây là API mà mình sẽ dùng ha thì thông thường thì trong dự án thực tế đó là nếu mà các bạn mà làm bác em trước rồi front end sau thì thường họ là sẽ có cái file swagger này cho mình xài ờ, nhưng mà có một số dự án là nó họ chạy song song ờ, cho nên đôi khi họ cũng sẽ không có file swagger này mà họ chỉ định nghĩa những cái API schema cho một cái mình có thể là confluence có thể là một cái Google Doc hoặc là Excel nói chung cái file gì đấy để họ ghi, họ họ, họ nói mình thống nhất với nhau trước đó là à ta sẽ cung cấp mày những API này API là cái những cái field này mày dùng mày dựa vào đây để mày tự móc API đi rồi sau này cái gì sau khi API xong thì tao mày sẽ tích hợp lại để và mình feedback à, còn mấy cái này là kiểu như là do mình đã làm xong hết rồi API nó xong hết rồi mình cho các bạn xài nên là nó mới có đầy đủ thông tin như thế này ha ok thì các bạn có thể là thử thêm và vọt phá thêm cơ thể thử là thử cái cái phần get works này cái kiểu và mà, mà cần truyền thông tin rồi đây là cái phần cái cái query mà nó sẽ thật sự gọi nó gọi cái phương thức gì rồi bạn sẽ cần cái url của mình ở trong giống như thế nào thì các bạn có tham khảo và vọt phá phá trong vòng à, thử ha rồi như vậy là trong video này mình đã giới, giới thiệu cho các bạn là cái phần api works ha à, nó là mình giới thiệu về get on trước còn mấy cái khác khi nào đụng tới nó thì mình mình sẽ nói tiếp sau ha, tại vì nó mọi cái nó có một số cái cái, cái quy 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 định nữa đó, mày có mẹ có thời gian thì xem xem trước ha và các bạn lưu ý là mình có thể là mở luôn cái stock swagger ngay bên trong cái uh, vs code luôn tiện ha, khỏi đi đâu hết, <laughs> ok, rồi như vậy là video này mình các bạn đã biết về phần api mình sử dụng rồi thì api uh, video tiếp theo mình với các bạn sẽ cùng nhau mình 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 uh, cài đặt cái api này vào trong code của mình ha, rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.